Xin chào tất cả bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh VNTIC của chúng tôi. Và ở video ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể tăng độ phân giải cho hình ảnh. Ví dụ như chúng ta có một hình ảnh có chất lượng thấp và bây giờ chúng ta muốn chuyển lên hình ảnh có độ phân giải cao. Ngoài ra chúng ta cũng có thể tăng kích thước của hình ảnh nhưng chất lượng cực kỳ cao. Để làm được như vậy, chúng ta sẽ thực hiện như sau. Ví dụ như ở đây tôi có một hình ảnh có độ phân giải 640 nhân với 480. Độ phân giải rất thấp. Độ phân giải của hình ảnh này khá thấp, do đó tôi sẽ tăng độ phân giải và tăng kích thước của hình ảnh này. Thông thường với các hình ảnh cũ thì sẽ có độ phân giải và kích thước của hình ảnh khá thấp, do đó tôi sẽ nâng cấp độ phân giải và kích thước của hình ảnh này như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ truy cập vào địa chỉ như thế này. Đây chính là địa chỉ của website. Sau khi truy cập vào trang chủ của website này, chúng ta sẽ tiến hành kéo thả hình ảnh vào đây. Hoặc chúng ta có thể click vào mục Try for free. Ở đây tôi sẽ kéo thả vào vị trí này. Chúng ta sẽ click chuột trái vào hình ảnh và kéo thả vào vị trí ở đây. Khi đó website yêu cầu chúng ta phải có tài khoản để có thể sử dụng chức năng của website này. Chúng ta có thể đăng ký bằng tài khoản Google. Hoặc chúng ta đăng ký một tài khoản khác ở đây. Ở đây tôi sẽ chọn đăng ký với tài khoản của Google. Sau đó chúng ta sẽ lựa chọn tài khoản Google để tiếp tục với website này. Như vậy đây chính là hình ảnh của chúng ta. Chất lượng đầu vào 640 nhân với 480 pixel. Và chỉ chiếm 0,4 MB. Chất lượng của hình ảnh sau khi chúng ta nâng lên, độ phân giải sẽ tăng lên 1280 nhân với 960 pixel, có dung lượng 1,3 MB. Sau đó chúng ta có thể thiết lập một số tùy chọn ở đây và thông thường chúng ta sẽ giữ nguyên theo mặc định. Sau đó chúng ta sẽ click vào mục Start Processing. Như vậy quá trình xử lý đang được thực hiện ở đây. Website này sử dụng công nghệ AI để có thể xử lý. Và các bạn lưu ý, đối với tài khoản miễn phí thì chúng ta sẽ bị giới hạn số lần thực hiện. Sau đó các bạn sẽ click vào biểu tượng dấu mũi tên ở đây hoặc click vào hình ảnh để tải về. Chọn vị trí lưu và chọn Save. Như vậy chúng ta đã tải về thành công ở đây. Chúng ta có thể xem lại như sau. Như vậy đây là hình ảnh sau khi chúng ta đã tăng độ phân giải và tăng kích thước của hình ảnh. Chúng ta sẽ thực hiện với hình ảnh khác. Xóa ảnh cũ. Ở đây tôi có hình ảnh với kích thước 640 nhân với 493 pixel. Chúng ta có thể xem lại hình ảnh này. Như vậy hình ảnh này có kích thước khá nhỏ. Bây giờ nếu chúng ta phóng lớn hình ảnh này lên thì sẽ bị vỡ như thế này. Chúng ta sẽ sử dụng công cụ này như sau. Chúng ta sẽ kéo thả. Như vậy, đây là chất lượng đầu vào của chúng ta. Và đây là chất lượng đầu ra. Có độ phân giải rất cao. Sau đó chúng ta sẽ click vào mục Start Processing. Như vậy, website này đã xử lý xong. Chúng ta sẽ click vào để tải về. Chọn Save. Như vậy đây là hình ảnh chúng ta vừa tải về. Như vậy chúng ta có thể thấy đó là kích thước của hình ảnh này đã lớn lên rất nhiều so với hình ảnh cũ ở đây. Đây là ảnh cũ có kích thước nhỏ. Và đây là hình ảnh có kích thước lớn hơn. Và chất lượng của hình ảnh thì rất cao. Như vậy tôi đã giới thiệu cho các bạn về một website rất hữu ích cho phép chúng ta có thể tăng độ phân giải của hình ảnh và tăng kích thước của hình ảnh một cách chuyên nghiệp và hoàn toàn miễn phí. Và trong quá trình thực hiện, nếu các bạn có gì thắc mắc thì các bạn có thể để lại phần bình luận ở phía dưới video của chúng tôi để chúng tôi có thể giải đáp cho các bạn. Để có thể theo dõi được những video mới nhất và hay nhất của chúng tôi, các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký hoặc subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.